Ngày 11 tháng 4, các phường Trần Thành Ngọ, Quán Chữ, Đồng Hòa tổ chức gia quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường. Đồng chí Phạm Văn Diện Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo việc thực hiện. Tại tuyến đường Trần Thành Ngọ, lực lượng chức năng của phường Trần Thành Ngọ phối hợp với quận nhắc nhở các hộ dân thực hiện đúng các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè đô thị, để xe trên vỉa hè gọn gàng, đúng vị trí, không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để căng, treo, dù, bạt, biển quảng cáo bày bán hàng hóa, phương tiện bán hàng. Lực lượng chức năng cũng chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, cắt, dỡ các bảng hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè lòng đường, che khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông, phá dỡ các bậc, bệ lên xuống vỉa hè các hộ dân tự làm. Tại khu vực gầm cầu Lãm Khê, lực lượng chức năng hai phường quán chữ và đồng hòa kiên quyết giải tỏa các quán bán hàng tháo dỡ mái che mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thu dọn các loại rác cồng kềnh Đất đá người dân đổ không đúng nơi quy định. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiên quyết chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn quận. Đồng thời, có biện pháp chống tái lấn chiếm, duy trì thường xuyên liên tục việc kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi cố tình vi phạm, duy trì sự ổn định tại các khu vực trên địa bàn quận.